Xin chào các bạn đã quay trở lại thiềnblog.com. Trong video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về middleware của thằng Redux. Thì cái middleware của thằng Redux thì nó giống như là một cái chỗ trung gian để mà nó xử lý cái dữ liệu của các bạn trước khi mà nó đưa cái dữ liệu đó vào bên trong cái thằng store ha. Thì nó giống như là việc các bạn mua cái vé máy bay rồi sau đó các bạn đến cái trạm kiểm soát để mà họ kiểm tra lại thông tin của các bạn ha. Nếu như mà đúng và chính xác thì họ sẽ cho các bạn bay chẳng hạn là như vậy, và nếu không đúng thì nó đá các bạn ra chẳng hạn là như vậy ha. Và nó sẽ có những cái cách xử lý khác nhau. Vậy thì cái đó chính là cái middleware. Vậy để sử dụng được cái thằng middleware này thì chúng ta cần phải làm cái gì? Thì lúc này như các bạn thấy thì ở những video trước tôi cũng đã có hướng dẫn cho các bạn thêm thẳng cái thằng này vào luôn để phút sau chúng ta xài ha, vì kiểu nào chúng ta cũng phải xài thôi. Rồi ở đây thì các bạn chỉ cần mở ra và nó chạy giống như là một cái function, nhưng mà cái cách nó chạy thì nó hơi bị ngộ một tí. Rồi, ngộ như thế nào thì bây giờ tôi sẽ cho các bạn thấy nhé. Rồi ở đây tôi sẽ gọi nó là middleware. Rồi ha, thì bên trong đây tôi sẽ có ví dụ như là logger. Rồi cái logger là cái gì? Rồi, tí nữa các bạn sẽ biết. Rồi, ở bên trong đây chúng ta sẽ có như sau. Rồi, thì để mà có thể định nghĩa được cái thằng logger, cái điều đầu tiên các bạn cần nên nhớ đó chính là vào bên trong cái Dev's Guide mà tôi đã hướng dẫn cho các bạn đó. Thì bên trong đây họ sẽ có hướng dẫn chi tiết về cái middleware như thế nào ha. Thì cái cách mà gọi cho thằng middleware nó rất là đơn giản, có nghĩa là chúng ta phải gọi những cái function lồng gọn vào nhau như thế này thì nó có thể chạy được. Rồi, và ngoài ra thì ở dưới đây các bạn có thể viết theo cái cách đó chính là cái cách viết tắt ha. Thì ở đây các bạn có thể viết theo nó thì viết tắt như thế nào thì bây giờ chúng ta viết nhé. Rồi ở đây chúng ta sẽ có đó chính là store, chỉa ra dispatch, rồi chỉa ra action và chỉa ra thêm một lần nữa. Thì cái này gọi là arrow function, và cái cách này là cách viết tắt ha. Thì các bạn không biết là nó viết tắt của cái gì thì các bạn nhìn vào cái function ở đây là các bạn sẽ hiểu. Là đầu tiên nó sẽ viết ra cái function, và cái function này ở bên trong arrow function là xem như là chúng ta mất đi hay chúng ta tính từ cái thằng này thôi. Đó, thì cho nên là các bạn thấy là rõ ràng ở đây nó có cái thằng store, nó chỉa ra thẳng luôn. A là store chỉ ra dispatch, đúng nào? Nè, store nè, dispatch action, đúng không? Còn cái thằng logger này thành cái gì? Là thành cái tên của cái tên biến ha. Rồi xong. Vậy thì ở bên trong đây chúng ta chỉ đơn giản là console.log action chấm style chẳng hạn như vậy. Và các bạn nên lưu ý khi các bạn sử dụng middleware, các bạn chắc chắn phải sử dụng cái phương thức dispatch này ha. Và ở bên trong Redux họ có chỉnh lại một số là ở ngay chỗ này chúng ta phải đổi thành cái chữ net, thì lúc này chúng ta mới được phép sử dụng cái middleware ha. Thì thật sự thì cái cách mà đổi lại thì nó gọi là giống như là chúng ta theo chuẩn của Redux mà thôi ha, chứ ở đây chúng ta muốn đặt tầm phào gì cũng được, các bạn không cần phải đặt tên giống nhau, bởi vì cái này là nó có cái thứ tự nó được truyền tham số vào sẵn rồi, và ở đây chúng ta có những cái đối số có giá trị định rồi ha, cho nên cái tên không quan trọng. Rồi ví dụ như ở đây cái chữ net để chi, là để cho các bạn nhìn nó dễ hiểu hơn. Có nghĩa là khi mà cái logger này nó chạy cái này xong thì bây giờ nó cần biết là nó có được phép chạy vào bên trong cái thằng store hay không. Thì rõ ràng cái thằng net này có nghĩa là gì ạ? Hành động kế tiếp, đúng không nào? Net action. Đó. Vậy thì để mà chạy được cái middleware này thì chúng ta chỉ cần quăng vào cái thằng logger. Đó, rồi xong. Vậy thì bây giờ tôi sẽ quay trở lại console chúng ta ha. Rồi bỏ cái output này đi, kéo cái này ra tí. Rồi run. Thì lúc này các bạn sẽ thấy là trước mỗi cái thằng mà nó thêm vào ha, thì nó sẽ có cái action file. Đó, và nó cứ chạy như vậy ha. Thì trước khi mà chúng ta debug cái gì đó thì tự động nó sẽ chạy theo. Đấy, thì các bạn thấy đấy ha, rất là hay. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là tôi muốn cho các bạn hiểu rõ hơn, chứ không phải là chúng ta làm cái middleware dễ như vậy ha. Thì cái này các bạn có thể đọc bên trong documentation rồi, cho nên thì ở đây tôi sẽ tạm thời tôi bỏ hết đi ha. Tôi bỏ hết đi và tôi chỉ chừa lại một cái thôi. Đây, ví dụ là thằng này ha. Để làm chi các bạn? Đó chính là để cho cái thằng middleware này nó chạy, bởi vì khi nó dispatch thì cái middleware nó mới chạy ha. Rồi ở đây tôi sẽ có là ví dụ như tôi có một cái thằng khác đi, ví dụ là string function đó, thì ở trong đây nó sẽ y chang như vậy. Rồi ở đây tôi copy ra đi
Thôi rồi, bỏ đi ha. Đây sẽ cho nó là 1, 2 và 3 ha. Ở đây sẽ được mất đi. Đó. Rồi, 3. Ở đây sẽ là 1. Để anh chị, các bạn để ý ha. Rồi, ở ngay tại cái thằng apply của chúng ta. Như tôi quên rồi, tôi bỏ đi luôn rồi. Đây. Rồi. Các bạn nên lưu ý, ở đây nó không phải một cái mảng ha. Có nghĩa là khi mà các bạn truyền vào nhiều cái middleware, có nghĩa là nó hỗ trợ chúng ta rất là nhiều cái middleware. Nhưng mà ở đây nó không phải là cái mảng, các bạn nên lưu ý ha. Mà ở đây các bạn cứ viết tiếp, có nghĩa là các bạn cứ viết thoải mái, ví dụ như là 1 function, 2 function, rồi 3 function. Tại sao nó lại có được cái điều này? Thật ra cái cách này đó chính là nó sử dụng REST parameter. Cái này các bạn có thể search ở trên Google ha. Thì cái cách này nó cho phép chúng ta lấy được tất cả những cái giá trị ở bên trên cái thằng tham số khi mà chuyển vào. Đây, đây, ha, đó. Rồi mấy cái ví dụ trong trọng các bạn nhìn là các bạn sẽ hiểu rồi ha. Cho nên chúng ta không nói nhiều. Rồi, thì ở đây nhìn cho nó dễ thì thường người ta sẽ để xuống dọc. Đó. Rồi. Ở trong đây, khi mà các bạn sử dụng NetAction thì ở bên trong cái tài liệu của Redux có phải họ sẽ sử dụng return đúng không nào? Rồi, nhiều khi các bạn sẽ chưa hiểu chữ return là cái gì đúng không nào? Rồi, vậy tại sao? Thì nếu như mà bây giờ tôi bỏ return đi, giống như để như lúc nãy đi ha, thì các bạn thấy là nó vẫn chạy ha. Tôi tạm thời tôi không chạy cái thằng logger nhé, mà để tôi chạy cái thằng này trước. Thì rõ ràng các bạn sẽ không thấy cái gì hết. Đó là bởi vì ở đây đã console cái gì đâu mà sắp thấy ha. Rồi ở đây tôi sẽ là 1 person colleagues chẳng hạn như vậy. Rồi cái này tương tự ha. Chúng ta thay đổi lại cái tên. Đó. Và 3 person. Rồi bây giờ tôi sẽ clear đi, tôi bấm run lại. Thì các bạn thấy là 1 person colleagues 2, 2 gì đó 3 ha. Vậy thì rõ ràng là cái thằng return ở đây ý nghĩa là gì? Ý nghĩa là gì? Tự nhiên bây giờ không có thì vẫn chạy được đúng không? Nhưng mà nếu như mà bỏ đi thì sao? Bỏ đi là không chạy nhé. Bỏ đi là các bạn nhìn ha, run nó sẽ tới cái hàng true function mà thôi. Đấy, vậy cái net action này có ý nghĩa là nó sẽ gọi cái thằng middleware kế bên, có nghĩa là middleware tiếp theo đó ha, nó sẽ chạy từ trái qua phải ha, và nó sẽ rút về. Nó rút ngược về. Tại sao gọi là rút ngược về? Rồi, các bạn nhìn nhé. Ở đây tôi sẽ thay thế cái thằng net action này bằng một cái thằng khác ha. Rồi, ở đây tôi sẽ để nó chạy. Ở đây tôi sẽ để là tree function answer. Đó, chỉ đơn giản là như vậy. Rồi đó. Và ở đây thì chắc chắn rồi, khi mà cái thằng này nó trả lời cho cái thằng này thì thằng này biết trả lời cho ai, đúng không nào? Vậy thì ở đây sẽ là true function answer, và cái thằng này sẽ là console.log 1 function and. Đó, chẳng hạn như vậy. Vậy làm sao để chúng ta có thể hiện ra được mấy cái chữ này? Đấy, vậy thì để mà làm sao hiện ra, các bạn để ý ha, net action của chúng ta. Bây giờ nó sẽ mang cái giá trị ngược lại. Rồi, không tin đúng không nào? Không tin. Không tin thì làm cho tin. Đó. Rồi đừng có để ý cái thằng logger này nha. Đó. Rồi bây giờ tôi sẽ clear đi. Tôi bấm run. Thì sau khi mà tôi bấm run lại thì các bạn thấy là 1 function rồi 2 function. Đúng không nào? Tại sao? Thì cái này các bạn hãy khoan hãy hỏi nhé. Và bây giờ tôi sẽ bấm expect element lên. Rồi console. Rồi chúng ta xóa bớt đi và clear run. Chúng ta sẽ run lại. Thì lúc này thì nó đã chạy ha, bởi vì nó có cái độ trễ khi mà chúng ta viết mã bên trong cái setting thôi. Rồi thì các bạn thấy là bây giờ nó đã có 1 function call, 2, 3. Sau đó nó tự nhiên nó gọi ngược lại là nó đã trả lời. Rồi cuối cùng sẽ kết thúc tại hàng này. Vậy cái cách mà nó chạy, các bạn có liên tưởng đến cái điều gì không ạ? Thì đó chính là cái sự để quy đúng không? Có nghĩa là mấy cái thằng này nó chạy theo cái kiểu để quy. Nó vừa chạy đến thằng này đúng không? Cái nó nhảy cái vèo đến cái thằng true function luôn. Đấy. Rồi. Nhảy ra true function. Đúng không? Rồi tiếp tục.
ở đây nó sẽ nhảy cái gì? Tree ha. Rồi sau khi mà nhảy xong thì chắc chắn rồi, sau khi mà nhảy xong thì nó sẽ nhảy xuống bên dưới để chạy tiếp. Đó, thì cái cách này đó chính là cái cách sử dụng khi mà các bạn sử dụng để quy, đúng không? Nghĩa là hàm gọi hàm, phải không nào? Mấy cái này là kiến thức cơ bản quá rồi ha. Có nghĩa là chúng ta gọi cái thằng này, sau đó nó nhảy vô đây và nó chạy đến đây, nó chưa kịp return về mà nó phải gọi tiếp, thì đương nhiên nó phải nhảy ra thằng này rồi nó chạy cái này, đúng không? Và khi mà nó chạy cái này mà đằng sau nó chưa có cái gì hết, như các bạn thấy thì rõ ràng đằng sau nó đâu còn cái middleware nào, thì rõ ràng cái thằng này nó chạy giống như là không chạy ha. Rồi tiếp tục nó sẽ return về, và khi nó return về thì ở đây nó sẽ có giá trị, đúng không? Và khi nó có giá trị rồi thì nó sẽ bắt đầu nó đi ngược lại ha. Rồi true, đúng không? Rồi true nè, đó. Và sau đó nó đi ngược lại tới cái thằng này, và thằng này nó sẽ kết thúc. Rồi thì đó là một cái demo nho nhỏ về cái middleware. Còn cái tác dụng thực sự của nó thì nó không hẳn là như vậy ha. Ở đây tôi chỉ ví dụ cho bạn thôi, cho nên ở đây chúng ta sẽ comment nó đi ha. Rồi ở đây tôi sẽ mở nó lại. Vậy cái tác dụng thực sự của nó là gì? Đó chính là nó giúp cho chúng ta có thể xử lý được cái dữ liệu trước khi mà nó đến được cái thằng store ha. Rồi ví dụ, ví dụ luôn, scores, ví dụ như là apply name chẳng hạn như vậy. Rồi ở đây chúng ta sẽ có y chang tab xuống ha. Rồi bên trong đây chúng ta chỉ đơn giản là chúng ta can thiệp vào action title name bằng tôi là ai ha, chẳng phải. Và để chắc chắn là nó không bị lỗi thì thường là các bạn nên kiểm tra trước. Các bạn kiểm tra cái gì ạ? Các bạn có thể sử dụng như thế này ha. Rồi action.payload, nếu như nó không phải là undefined thì các bạn mới gán cái tag cho nó. Rồi và sau đó các bạn chỉ cần quăng vào là được ha. Ở đây tôi sẽ đổi lại là girl và apply name ha. Ok, đây tôi sẽ cho các bạn thấy ở đây cái name của chúng ta nó sẽ bị thay đổi, clear và run. Và sau khi mà chúng ta run thì chúng ta không thấy gì hết, đó là bởi vì ở đây chúng ta chưa mở cái này ra lại. Rồi xóa đi và chúng ta clear và run ha. Và sau khi chúng ta run thì các bạn thấy là cái name của chúng ta đã bị can thiệp ở bên trong. Đó chính là những gì mà tôi muốn nói. Và ngoài ra nó còn hay hơn như vậy nữa. Hay hơn như thế nào? Các bạn để ý ha, để ý. Rồi ở đây tôi sẽ có là store space, đúng không? Và nếu như ở đây tôi giả bộ ha, tôi giả bộ thôi, có nghĩa là cái này nó không có thật ha, tôi chỉ truyền vô cho nó là một cái kiểu khác, không phải là một cái object giống như thằng này nó trả về, mà nó trả về cho cái thằng này là một cái function, thì nó sẽ như thế nào nhé? Clear run, thì lúc này nó sẽ báo cho chúng ta đó chính là action must be len object. Có nghĩa là nó bắt buộc chúng ta phải là một cái object bình thường. Còn nếu như mà chúng ta không muốn sử dụng object mà chúng ta sử dụng cái action này cho cái công việc là sử dụng ajax, là async action, có nghĩa là một cái hành động bất đồng bộ, thì cái đó chính là ajax đấy. Thì lúc này các bạn cần phải sử dụng một cái middleware khá là nổi tiếng và nó có cái tên gọi là Redux thing ha, gọi là thing gì đó. Nói chung là cái cách đọc nó cũng hơi khó đọc. Và khi mà chúng ta sử dụng cái middleware này ha, nó sẽ cho phép chúng ta mở rộng cái cách mà chúng ta có thể sử dụng cái action. Đây thì cái action bình thường của chúng ta đây này ha, thì nếu như mà chúng ta sử dụng thì có phải là chúng ta sẽ sử dụng cái apologize rồi sau đó chúng ta mở ngoặc ra, giống như cái gì ạ? Giống như cái add user nè, đó chúng ta mở ngoặc ra, đúng không? Rồi sau đó là bỏ object hay cái gì vô ha. Nhưng mà ở đây thì nó sẽ khác tí, đó chính là nó sẽ tạo ra thêm một cái function ở bên ngoài nữa. Và cái function này bên trong nó sẽ trả về một cái function nữa. Và cái function này nó trả về cho cái thằng này, đó chính là một cái promise ha. Thì cái promise đó thật ra nếu như mà các bạn sử dụng những cái thư viện như là Axios để mà các bạn request ajax hoặc là query ajax gì đó, thì nó cũng sẽ có những cái phương thức như là phương thức chấm don, chấm success, chấm gì đó ha. Thì cái thằng này nó chỉ khác cái là nó sẽ có chấm đen, rồi sau đó là chúng ta phải trả về khi mà ajax nó thành công rồi. Nếu như thành công thì trả về make a sandwich, và nếu như không thành công thì là apologize ha. Có nghĩa là thành công thì cho cái bánh, còn không thành công thì xin lỗi vậy thôi nghe.
Vậy nếu như bây giờ mà các bạn đang suy nghĩ ở trong đầu là liệu mình có thể tự mình viết ra một cái middleware giống vậy được không ha, thì rõ ràng cái nó cũng sử dụng cái middleware ha. Các bạn nên lưu ý là nó cũng sử dụng cái middleware, thì các bạn thấy là cái cách nó sử dụng là dispatch rồi make a sandwich with sao gì nè ha, thay vì là nó sử dụng cái action ở đây đúng nào đó. Và ở đây nó sử dụng một cái middleware tên là thân ha, và cái thân này nó nằm ở trong Redux thôi. Rồi vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu, chúng ta viết một cái middleware để thực hiện công việc đó, nhưng mà chúng ta sẽ làm nó ở video kế tiếp. Rồi xin chào các bạn ha.